Hello, xin chào tất cả các bác nha. Ở clip ngày hôm nay thì em xin được review cũng như là giới thiệu mọi người về cái mẫu loa Bát 40 ở dòng Bát Neo, Tép Neo. Con này mấy dòng Phaito thì nó cũng 19-10 nha mọi người nhé. Và như đây thì em có tháo sẵn để quay chi tiết cho mọi người xem nó được rõ nét cũng như là tiết kiệm thời gian. Các bác chưa đăng ký kênh thì có thể nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất, và bên em có hàng về thì em sẽ lên sóng cho toàn thể các bác được xem. Đây, chất không? Đây là tép neo của hãng Seedison. Đấy, Seedison nha mọi người nhé. Có rất là nhiều những dòng loa Phaito nó sử dụng cái dòng tép neo này. Đây là tép neo 750 760 đấy, rất là khủng. Tép này thì nó đi rất là xa nha mọi người nhé, và công suất rất là lớn. Dòng tép neo thì hiếm có những cái dòng nào mà nó sử dụng tép dầu. Con này nó sử dụng tép dầu các bác nhé, ở bên trong có dầu tản nhiệt, đánh những công suất lớn nó chịu đựng rất là tốt. Đây là cái mảng loa chống nước. Đây. Rất là đẹp nha các bác nhé. Con này côn của nó là 76. Tầng 340 côn 76 nhé mọi người. Nhìn cái nhẹn nó như kiểu dòng JB ấy, như dòng JBL. Ở đây bên trong phân tần. Phân tần ở đây nó sử dụng hai cuộn cảm rất là to, phân tần này cuộn đồng rất là to nhá. Tủ mới chở của cái bọn tây có cả diode chống cháy tép này. Bên trong thì có bông mút tiêu âm dạng như kiểu là chăn chiên nỉ. Ở cặp này các bác chơi gia đình hay là đi sâu chậu thì ok nhé. Cái loại tép Seedison này ở trên thị trường giờ rất là nhiều tép nhái, cực kỳ nhiều tép nhái, nên đi mua các bác phải lưu ý nhé. Hoặc có thể là mình tháo luôn côn cho mình xem. Để em thử tháo nào, để cho các bác xem côn của nó. Dòng tép neo 750 này rất là hiếm, mà nó có dầu nó rất là nó chạy dầu tản nhiệt thì rất là hiếm nha mọi người. Sao lại chặt đây, em phải để em cái tay. Dạng như kiểu là nó thấy mà. Đây. Tép rất là khủng nha. Đây. Những cái đen đen nó bám ở cái rìa côn đây là đây là dầu, nhưng dầu tản nhiệt nha các bác nhé. Dầu tản nhiệt. Bên trong là nõi đồng nhá. Bên trong phim nõi đồng. Rất là lớn luôn, côn này côn 75 nha các bác nhé. Côn 15 các bác nhìn thấy dầu chưa? Đấy, dầu này. Đấy. Phải nói là quá là chất. Chất năm mũi. Đẹp.
Tiếp neo đánh rất là kinh khủng. Em có duy nhất một cặp này thôi nhá. Giá giá để cho em nó ra đi là 14 triệu 500 nghìn. Đấy, giá này là giá quá là rẻ rồi các bạn. 14 triệu 500 nghìn cặp bát neo tép neo. Với cái tầm tiền nó chỉ bằng con B3X12i. Nhưng mà để mà so sánh thì B3X12i gọi con này bằng cụ luôn. B3X12i thì không có tên tuổi thì để mà so với cái cặp loa này các bạn nhé. Bạn nào sành chơi thì nhìn những cái dòng bát neo tép neo như này các bạn sẽ biết độ chất của nó. Rồi, ở clip này thì em xin được ngắn gọn tại đây. Mọi thông tin chi tiết đặt hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phú Ngái, phường Cộng Hòa, Sở Đỏ, Trinh Hải Dương. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.